Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay do tác động của không khí lạnh tăng cường, nhiều vùng biển vẫn nằm trong vùng cảnh báo gió đông bắc mạnh. Nhìn trên bản đồ trường gió có thể thấy đới gió đông bắc vẫn chi phối hầu khắp các vùng biển. Trong đó thì Bắc Biển Đông, Quảng Trị đến Cà Mau, giữa Biển Đông là nơi gió có màu vàng, cam đỏ và dày xít hơn cả, tương ứng là những vùng có gió mạnh nhất. Cụ thể trong hôm nay, Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2,50m đến 4m, biển động mạnh. Dọc vùng biển từ Quảng Trị xuống đến Cà Mau và giữa Biển Đông, trong ngày hôm nay, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Đáng chú ý là trời còn có mưa rông, dễ đi kèm với lúc xoáy, tầm nhìn xa trong mưa dưới 10km, độ cao sóng là từ 2 đến 4m. Vùng biển Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, gió cấp 4, cấp 5 nhưng lại cảnh báo có mưa rông dài rác, tầm nhìn xa dưới 10 km. Trong mưa dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Trong điều kiện thời tiết này, bà con đánh bắt bằng thuyền thúng hay là tàu có công suất nhỏ dưới 20 cv rất dễ gặp rủi ro, dù là đánh bắt gần bờ. Để đảm bảo an toàn thì bà con hãy thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết để có lịch trình khai thác phù hợp trang bị đầy đủ phao cá nhân, phao cứu hộ, đèn chiếu sáng để phát tín hiệu với các tàu cá xung quanh khi cần giúp đỡ. Nơi có thời tiết tốt nhất hôm nay đó là vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Dự báo trời mưa vài nơi không đáng kể, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km, gió khoảng cấp 4, cấp 5. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.